Rồi đây là những cái kiến thức mà các bạn đã được học trong buổi đầu tiên. Thứ nhất là phần F7, nút F7 trên bàn phím để chúng ta tắt đi cái khung lưới này. Đấy, sau đó thì OP là option, display các bạn chọn color ở mục hai mục này thì các bạn chọn vào black. Rồi crosshair size thì để lên 100. Open and save thì phần save e cái này để lên 2007. Selection thì pick box size để lên maximum to nhất. Rồi, đó là một số cái mà các bạn cần chỉnh. Ngoài ra thì trong phần profile này nếu mà có cái gì, tức là cái không gian làm việc mình nó có gặp vấn đề trục trặc gì ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái nút trong profile là nút reset, sau đó thì ấn OK. Đấy, sau đó thì cài lại như bình thường. Rồi thì bây giờ sẽ đến với những cái lệnh mà các bạn đã học. Đầu tiên là all snap, cái này là để bật chế độ bắt điểm, thì các bạn chọn vào select all để cho nó tích tất cả các cái dấu này ở đây, sau đó thì ấn OK. Lưu ý là chúng ta sẽ không sử dụng cái IndiKey trong suốt quá trình làm việc nhá. Ở đây thầy đang bật này, phải tắt nó đi. Ở đang chế độ tiếng Anh này. Rồi, MV Setup này để chỉnh đơn vị đo lường. Enter, N, Enter. Gọi là Enter thôi nhưng mà các bạn có thể dùng phím Space nhá, là phím cách trống ở trên bàn phím. Metric 100. 297 210. Đó. Đấy, 7 tắt khung lưới đi này. Rồi, thì chúng ta sẽ lên được một cái khung như này để làm việc ở bên trong. Rồi, các bạn sẽ có một số cái lệnh như sau. Thứ nhất là lệnh line để vẽ ra đoạn thẳng. Đó. Cái lệnh này thì bình thường ấy thì sẽ vẽ ra tự do như này. Nhưng mà khi kết hợp thêm phím F8 thì chúng ta sẽ có được những cái đoạn thẳng mà nó nằm ở dạng vuông góc như này. Đó. Rồi, xóa đi thì chúng ta có lệnh erase là E. Enter. Đó, là erase. Cái lệnh line này thì chúng ta cũng có thể gõ cho nó một cái thông số. Ví dụ như các bạn ấn L Enter này. Các bạn kích chuột, các bạn kéo ra và các bạn nhập số cho nó. Ví dụ như là 3500. Enter. Đó, thì cái đoạn nhỏ này thì nó sẽ đúng bằng 3500. Escape để hủy lệnh nhá. Escape là nút trên cùng bên tay trái. Chúng ta sẽ kiểm tra lại xem cái đoạn này có đúng 3500 không thì rất là đơn giản. Các bạn lại ấn L Enter một lần nữa. Rồi kích vào đây. Kéo vào đây. Đúng có 3500 thật. Đấy, còn có một cái lưu ý nữa là khi mà chúng ta gõ lệnh ấy thì nếu mà chúng ta gõ lại chính cái lệnh đó thì chúng ta không cần phải gõ lại một lần nữa. Như ở đây nhá, các bạn vẽ một đoạn khác ấy thì các bạn không cần phải vẽ, không cần phải ấn L Enter rồi kích. Không cần như thế nhá. Và các bạn khi mà các bạn thoát lệnh như này này, các bạn chỉ cần ấn space một cái cách trống ấy, tức là nó sẽ đè luôn cái lệnh vừa nhập. Đó, nó đè luôn cái lệnh vừa nhập. Đấy, đấy là cái lệnh vẽ đoạn thẳng. Chúng ta có lệnh là cycle để vẽ ra hình tròn. Và đương nhiên là nó cũng có thể nhập theo cái dạng bán kính. Ví dụ các bạn nhập vào đây là 1500 thì bán kính của cái hình tròn này nó là 1500, suy ra cái đường kính của nó sẽ là 3000. Đây. Đó, 3000 nha. Chúng ta có lệnh là A. Bật F8 lên này. Chúng ta có lệnh là A để ra vẽ ra được đường cong. Được chưa? Khá là đơn giản. Đó, vẽ ra đường cong. Chúng ta có lệnh là ellipse. Cái lệnh này thì thầy cũng đã nói từ hôm nọ rồi, nói chung là cũng ít dùng. Được chưa? Ít dùng. Chúng ta có lệnh là rectangle RC để vẽ ra hình chữ nhật. Các bạn có thể nhập số cho cái hình chữ nhật này cũng như là đoạn thẳng thì ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy. Thì ví dụ ở đây thầy nhập số là 1000,2000 thì tức là nó có một cái cạnh ngang là 1000, hai cái cạnh ngang là 1000 và hai cạnh dọc là 2000. Thế thôi. Ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy nhá. Đây, làm lại này, 2000,3000. Enter. Đó, được chưa? Khá là dễ. Rồi chúng ta sẽ có thêm một lệnh nữa là lệnh POL. Polygon, lệnh này để chúng ta vẽ đa giác. Các bạn gõ POL rồi các bạn nhập số cạnh. Ví dụ như đây thầy nhập ngũ giác nhá. Thì ấn số 5.
Enter, rồi kích chuột. Thì trong này nó sẽ có hai chế độ. Cứ chọn chế độ đầu tiên này. Đấy, chúng ta sẽ vẽ được như này. Được chưa? Nó chỉ khác nhau ở cái là bán kính ngoài hay bán kính trong thôi. Đây này, cái này nó chỉ là trong hay ngoài thôi. Thì các bạn tùy chọn nhá. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái lệnh nữa là lệnh PL. Hôm nọ nó là lệnh về đa giác đúng không? À đa tuyến chứ nhỉ? Đa tuyến. Khác cái lệnh L ở chỗ là cái này nó kết nối với nhau thành một cái tuyến liền. Còn với các bạn sử dụng lệnh L không thôi ấy, thì nó sẽ là những cái đoạn rời nhau như này. Đấy. Cái này là liền nhá. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ có SPL, SPLine để chúng ta vẽ được những cái đoạn gọi là tuyến cong. Đấy. Các bạn vẽ xong các bạn ấn space thêm một lần nữa thì là nó chốt lệnh nhá. Rồi chúng ta sẽ có một cái lệnh nữa là lệnh XL là vẽ ra đường thẳng. Cái L này này thì là đoạn thẳng. Đoạn thẳng thì có điểm đầu và điểm cuối, còn đường thẳng thì vô tận nhá. Các bạn zoom ra nó vẫn chạy dài vô tận thì gọi là đường thẳng. Chúng ta có lệnh hatch. Hatch thì cái đường bao nó phải kín. Tóm lại là đường bao kín thì là hatch được, còn đường bao hở như này thì không hatch được nhá. Thì đây. Nhưng mà cái này đang ở bên trong đúng không? Thì sẽ delete cái này đi. Hatch thì là H enter. Rồi kích vào vùng kín thì được. Enter. Như này thì được nhá. Thế nhưng mà sang bên này mà hack ấy thì nó sẽ báo là gì nhỉ? Hai điểm này là chưa liền với nhau này, hở thì không được. Thì đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là các bạn có thể sửa được cái hack này. Sửa hack này bằng cách là ấn H vào hack edit. Đây, lại này, H hack edit. Các bạn kích vào đây thì nó sẽ lên một cái bảng như này. Đó. Trong cái bảng này thì nó sẽ có một số cái phần. Thì thứ nhất là cái kiểu hack thì nó nằm ở chỗ swatch này. Được chưa? Nó có nhiều kiểu. Ở đây thì có thể nhiều bạn chưa biết về cái này thì thầy nói qua một chút nhá. Cái ANSI 31 này này. Cái chéo chéo này này thì thường nó là để hack tường. Cái ANSI 32 này này, hai nét chéo liền nhau thì nó là thường là để hack cái thép. Được chưa? Còn ở bên này thì nó sẽ có một cái là ở other define predefined nhá, thì nó sẽ là cái archon này này, thường là để hack cái bê tông. Đấy, thường là như thế. Thì các bạn có thể nhập thêm cái trị số là angle là góc và scale là độ to nhỏ. Ví dụ ở đây thầy nhập sang độ khoảng 1000 đi. Sau đó ấn preview để xem thử. Thì thấy như này là hơi to đúng không? Thì escape lại một chút. Nhập nó khoảng độ 100 thôi. Đó. Thì nó sẽ hack được như này. Được chưa? Ê, hack xong rồi ấy, thì các bạn có thể ấn vào nút OK để chốt cái lệnh hack. Đó. Khá là đơn giản nhá. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái lệnh nữa là lệnh vẽ góc. Thì ví dụ như này. Thầy bật F8 lên nhá. Vẽ ra như này. Được một đoạn thẳng như này. Bây giờ muốn vẽ một cái góc lên bao nhiêu độ đấy thì làm như nào? Rất là đơn giản. Các bạn gõ L Enter. Các bạn kích điểm đầu tiên. Các bạn kéo lên. Kéo lung tung thôi nhá. Chưa cần phải kéo chính xác góc của nó. Các bạn nhập giữ shift dấu phẩy thì nó sẽ ra được cái nút nhỏ hơn như này. Đó. Còn nếu mà các bạn không giữ shift nhá thì nó chỉ ra dấu phẩy như này thôi. Đó. Giữ shift thì nó sẽ nhỏ hơn như này. Thì các bạn sẽ được nhập góc. Và bây giờ chúng ta nhập ví dụ như nhập 45 độ. Các bạn ấn Enter. Thì là cái đoạn này ấy, nó sẽ tạo ra một cái góc là 45 độ. Và cuối cùng là chúng ta sẽ nhập cái chiều dài của cái cạnh này. Thì ví dụ như đây thầy nhập nó khoảng độ 2000. Thì chúng ta được một cái đoạn từ đây đến đây là 2000. Và cái góc này thì nó đúng bằng 45 độ. Thầy sẽ kiểm tra góc cho các bạn xem. Kiểm tra góc thì ở trên này. Cái này thì chưa học nhá. Nhưng mà cứ cho các bạn biết trước để các bạn tham khảo. Thì click vào đây. Thì chúng ta sẽ xem. Ủa? Đâu rồi? Ủa? Nó bé quá. Đây nhá, 45 độ, đúng 45 độ luôn này. Nó hơi bé. Cái này thì sau này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái chỉnh cái đó. Hôm nay thì chưa đến buổi đấy, cho nên là chúng ta cứ từ từ nhá. Còn cái này thì kiểm tra lại xem nó có đúng cái kích thước chúng ta vừa gõ không. Thì đúng là 2000 rồi. Được chưa? Thì đó là những cái gì mà chúng ta đã học trong cái bài vừa rồi. Cái kiến thức của kiến thức đầu tiên là các lệnh cơ bản. Ok.